Em xin chào tất cả anh chị em của đêm ngày 14 tháng 9. Tối hôm nay thì em like hiệp một áo sơ mi mỏng cho em ha. Anh em nào mà chưa có quần mà chưa có áo, mình chốt áo về tự ghép, và hoặc là anh em mà chưa có quần và áo thì mình cũng mua tự ghép. Thực sự là thời gian đối với em mà để ghép một bộ rất là khó, và nó cũng không vừa lòng của các anh nữa, cho nên mà bán nguyên bộ em bán đắt hơn thì anh em mua rẻ, vừa lẻ vừa ghép vừa đẹp vừa ưng ý hơn anh em. Còn em thì bán ship hàng toàn quốc chắc anh em cũng biết rồi, nhưng mà với thời gian này em thấy khách mới rất là nhiều, nhưng câu nói này không thể nói. Tức là em bán ship hàng toàn quốc, mỗi tối em like 3 hiệp, hiệp 1 6 rưỡi, hiệp 2 7 rưỡi, hiệp 3 8 rưỡi. Và anh em mà có thiện chí mua đồ bên em thì chịu khó mỗi tối vào xem và gọi liền, chốt ngay nha em, không chờ hết video, xem thấy là gọi chốt liền. Còn anh em mà nhắn tin ở bên YouTube, cái video anh em đang xem này, nhắn tin nó chỉ là tương tác để lần sau, cái đó anh em phải làm nha, không like không bình luận thì lần sau ngày mai em chỉ like lên, nó sẽ không báo, nó sẽ báo nhưng mà báo trễ hơn. Người ta chốt hơn nhau ở chỗ rằng có một anh rất là nhiều chứ không phải một, hỏi em tại sao em đăng lúc 6 rưỡi mà anh tới 10 giờ rưỡi 9 rưỡi nhá anh mới thấy tin nhắn qua là tại sao. Thì cái đấy là tại vì các anh không like không bình luận đó, anh em like và bình luận nó sẽ báo sớm, và càng like càng bình luận tốt thì nó sẽ báo sớm hơn. Thực sự em không có câu like câu view đâu nhé, cái này là em bán hàng là mục đích muốn làm sao để anh em chốt được thôi, chứ còn riêng em mà bán được đồ thì còn mọi chuyện sau bỏ sau. Ok nha anh em, anh em khách cũ thì bỏ qua cho em. Đây là một con sa mạc vải caro hàng chuẩn cấp phát của lính Mỹ. Con này là vai 46 small nha, size hiếm nha, dài 77. Con này size small hiếm này, anh em nào bố hôm giờ chưa chốt được, em nói thiệt anh em đừng có buồn, khách mới chịu khó me. Có những anh mà phát biểu với em rằng là anh canh mới vào bên em nhưng mà một tháng trời mới chốt được một cái. Vậy anh em gọi một lần mà không được thì chịu khó kiên trì gọi tiếp nha. Chỗ này nó hơi dơ một chút, vì khi thời điểm mà đăng video lên là anh em chốt rất là nhiều, cho nên em bắt máy không kịp. Nó là dài 78, em bắt máy không kịp, anh em gọi vẫn nghe tiếng reo, nhưng mà không bắt máy thì gọi 10 lần, một lần không được 10 lần. Cái chỗ này nó hơi dơ một chút này bà con, áo thì đẹp nhưng mà lại dơ à, con này có mấy vết dơ nhẹ nhẹ này, màu hơi vàng vàng, em đưa cận cảnh nha. Thực sự nó mới lắm nhưng mà chả hiểu sao nó dính vài cái chấm dơ nhỏ nhỏ tí tí thôi. Đây đây có vết này to này. Rồi, con này là tầm 90, ta cho 96% đi, size nhỏ 70kg trở lại nha em, 70kg trở lại. Ai chốt con này chốt giùm em 300.000 mã 33, 300.000 mã 33 em cho ra chút xíu nhé, vì nó gần quá đúng. Tiếp một con sơ mi, con này chất vải cực kỳ dày nhưng mà hàng châu Âu, không phải của Mỹ, không phải cái hàng hôm rồi nha em, không phải hôm rồi em có like bán anh em, con này rất là lạ, nó là dòng thời trang thôi. Vai 465, dài áo 74, con này em coi nước nào nào, không có đọc được các bà con ơi. Cái chữ của nó này, nó chỉ có một cái tem ở trên cổ như vậy thôi. Mark in Bangladesh này, Mark in Bangladesh nha anh em, của Bangladesh. Em đo lại cái vai phát này, nãy đọc quên mất rồi. Vai 47 à, 47 đẹp nha, size này đẹp. Áo này làm áo khoác rất là đẹp, thời trang luôn á, trẻ trung nha anh em. Ở bên này có một cái miếng da, cái này miếng vải, nó may kiểu vậy nhé, sau đều đẹp. Nói chung con này là màu ô liu cực đẹp,
nhưng mà thời trang không phải của quân đội. Báo cáo anh em như vậy đó, không phải của quân đội. Bình rất là, con này là bình hay, nói chung là em vẫn thấy thích, vẫn thấy thích nha. Rồi 70kg trở lại, đúng ra là anh em 65kg thì đẹp hơn, 70 em thấy hơi kích rồi đấy, hay là em to cái phần này ta. Rồi, và 96-97%, 300.000 mã 32. Có khi em đọc mà em nhìn trên xuống thì chữ nó viết ngược lên, em đọc ngược chả, anh em chốt em chả biết mã nào rồi. Tiếp một con hải quân của Mỹ, hải quân biển của Mỹ ạ, vai 44, dài áo 74, vai 44, dài 74, size X small regular. Tem này, con này là 96% nha bà con, 96%, X small là bằng em bình vừa nhá, 55-60kg thôi. Tem này, tem full tem luôn, đẹp, 96% độ mới, 300.000 mã 31, 300.000 mã 31. Tiếp một con sa mạc vải caro, sa mạc này là vai 52, dài 78, vai 52, dài 78, chất vải caro, salad roller, hai tem đầy đủ nha anh em. Con này đẹp, mướt. Con này đồ mới của nó, nếu chưa có thấy cái lỗi gì hết, đồ mới con này là 97, gần 98%, 97% nha bà con. Size large là anh em 80-90kg mới vừa nha. Rồi, ai chốt con này thì chốt giùm em này, 300.000 mã 30. Em nói 80-90 em bận vậy cũng vừa. vẫn như kiểu đi mượn áo người ta vẫn đó mà kêu vừa. Tiếp một con áo beo gấm, beo gấm nha bà con. Con này bữa hôm em bán anh em chốt rất nhiều, nhưng mà con này con khác nha, beo gấm cực mát, cực mát, vai 54, dài áo hơi cỡn à, dài áo có 65 à. Con này là dòng đi săn 3 túi này, beo gấm nha anh em, hàng của Mỹ luôn, size large. Con này của China, China chứ không phải của Mỹ, mà sao mà nó đẹp thế, 96% đồ mới, dài tay nhá, con này dài tay này. Em lật ống tay lên, sao người ta bẩn ống tay người ta lật lên thôi, đó đẹp luôn, 3 túi dòng y chang dòng đi săn của Mỹ luôn. Em lầm là nó là của Mỹ đó. Đẹp không, nhưng mà đằng sau nhìn nó hot này. Anh em nhìn thấy nó hot không? Đó. Thực sự nó rất là mát nha. Con này y chang con bữa hôm 100 cô tông đấy. Hoàn, để kiểm tra coi, chắc chắn là 100 cô tông luôn á. Cực đỉnh và mát. Anh em dòm này, 100 cô tông. Chắc 100% luôn, 100% cô tông. Ai chốt con này chốt giùm em, 300.000 mã 29. Mã 29 chốt, con này mới là đỉnh này. Cái quần hôm qua anh em chốt trượt, bây giờ ai chốt được cái áo như chơi nhá, đừng có đùa nha anh em. Người ta làm công phu, rất là công phu với con này này. Hay là để em gỡ cái này ra đi. Khoan, con này để cho em đi. Em thích cái con này, thích cái này. Rồi để em gỡ cái này ra rồi em bán áo sau. Cái này là gỡ rời ra được mà. Đẹp quá. Tiếp con này, con này là rần ri vải caro nha em, hàng chuẩn của Mỹ. Cái đó em lấy cái tem thôi, size medium short. Medium short là 70-80kg, nhưng cao dưới 1m7, dài vai 50, dài áo 75 nha em. Em mà like cái gì đẹp em lốt. Rồi, con này đều màu và đẹp. Ống tay nói chung đều. Con này đều nha em. Con này nâu nhiều, 96% độ mới, 96% áo đẹp nha.
anh em chốt ai mấy anh em mà gom đơn đó lùm giùm em này. Khoan để em coi anh này. Anh này tiêu vai bao nhiêu ta? Chờ em chút nha. Anh này bụng 100 mà. Rồi con này thì là 300.000 mã 27 ạ. 300.000 mã 27 nha anh em. Nó lệch màu mà sao làm sao đấy ta. Rồi tiếp một con rà vải caro màu đen 6 cái hộp. Vai của nó là 58. À 56. Dài 78. Vai 56 dài 78 4 cái hộp nha. Anh em nào có quần rồi chốt áo này. Đó. Con này chuẩn Mỹ hãng True Spec. Ok nha anh em, tem dưới đầy đủ luôn. Rất là đẹp. Nhưng mà cái màu của nó là màu hơi đỏ, cho nên là không, nó không giống như màu đen thui đâu. Nhìn cái màu của nó đỏ đỏ nha. Áo thì 96-97% đồ mới. Con nào em, anh em mua con nào cũng phải qua hơi em mới được mua nhé. Rồi, ok. Chốt cho em con này là 300.000 mã 26. Có con này mới cứng luôn. Em khỏi bẩn nhá. Mới chất vải chống cháy và tem còn mã xuất kho còn đầy đủ luôn này. Không, mã xuất kho nha bà con. Mới kém. Salad Roller. Anh em 8-90 ký mới vừa nha. Vai 52-53. Giá áo 75. Mới cứng. Đốt giùm em 300.000 mã 25 ạ. Tiếp một con rần ri vải caro này. Rần ri vải caro nha anh em. Vai của nó 46-47. Dài áo 73. Vai 46-47 dài áo 73. Anh này là anh gì ta? Rồi. Con này thì có vết in nút bạc xuống đều màu. Con này tầm 93-94% nha anh em. Có mấy cái vết in nút này này. Nhưng mà con này là 100 cotton. 100 cotton. Áo cực mát nha. Anh em nào mà xài 100 cotton rồi thì không bao giờ bẩn được cái thằng 50 cotton nữa. Rồi con này 93-94 là hơi oan đấy. Hơi oan đấy. Nó 95. Hơi oan. Nói mà nói oan vẫn không được đâu. Nó là vai 46-5. Dài 73. 100 cotton nha anh em. 100 cotton nha anh em. Lai này xong lai mấy cái mũ cano với mấy cái mũ kia nữa. Rồi con này size nhỏ đẹp. Đấy, size nhỏ và hiếm 70 kg small nha anh em. Small này 100 cotton này. 95% độ mới, 300.000 thôi. Mã 24. 300.000 nha anh em. Mã 24. Tiếp một con này caro này. Sa mạc 3 màu. Vai của nó là 47 ạ. Dài áo 73, 47-73 nha anh em. Chất vải caro, con này bạc đều màu, 92-93% nữa thôi. Có vết in nút này. Đấy, nó có vết in nút nha. Nói chung là nó xuống đều màu. Ở cái vai của nó có một cái tem, gỡ tem này. Trên này anh em dòm này. Có vết dơ nha, màu hồng hồng anh em ạ. Màu hồng hồng nhẹ nhẹ thôi, hồng này giống giống màu sa mạc. Rồi, ở đây có một cái vết màu vàng vàng nữa này. Màu hồng hồng với vàng vàng, mù màu luôn này. Đây nữa nha anh em. Anh em nhìn kỹ giùm em này, mấy cái chấm này. Rồi, xong. Ta cho con này là 92-93%. 90 luôn. Chất vải còn dày và đều đặn. Đó, con này size nhỏ nha. Anh em 70kg trở lại thôi. Ai chốt con này chốt 300.000 mã 23. 300.000 mã 23. Tiếp một con này vải cơ kỳ mới. Vai của nó là 48. Dài áo 72. Vai 48 dài 72. Con này đẹp.
thân trước mới cứng. Nhưng mà cái cầu vai của nó bị mất một cái tem, nó gỡ cha nó vết lũng luôn. Nó gỡ tem ra nó làm cho cái đường này bị lũng luôn. Ở đây nó có một vết dơ nha anh em. Thằng này nó gỡ tem không được, nó cắt. Thực sự con này rất là mới. Báo cáo anh em rất là mới nha. Kể cả cái tem này nó gỡ nó cũng làm cho lũng mấy lỗ này. Con này size nhỏ và đẹp, tem trắng luôn. Tem trắng là hàng xưa nha anh em. Hàng sưu tầm nha, size medium short. Medium là 70 tới 80 kg nhưng mà cao 1m60 trở lại thôi. À 1m7 trở lại, vai 48. Dài 72. Em nói về cô to quá, em nói nhỏ lại nha. Vai 48, dài 72. Con này to nhưng mà thấp, người thấp à. Em cao 1m58 là vừa này. Đó, chiều dài ok ha. Mới đẹp lũng. Chốt cho em 300.000 mã 22. 300.000 mã 22. Tiếp một con này của Pháp à. Con này không phải của Pháp, của KL là của Hà Lan. Một con áo này của Hà Lan. Giống cái bệt của anh ha, y chang như của anh luôn. Con này là vai 49, dài áo 84, 49, 84, chất vải mát mềm nha anh em, sumi 2 túi à. Ở đằng sau này có mấy cái chấm dơ này, em nhìn thấy chấm dơ không? 3-4 cái chấm dơ nhỏ nhỏ thôi, 3-4 chấm dơ nhỏ nhỏ nha anh em. Áo thì 95%, áo thì 95%. Con áo sơ mi cái bệt y chang áo của anh nhưng mà nó không phải của anh, nó của Hà Lan. Rồi chốt cho em con này 250 mã 21. 250 mã 21. Em có con này khè anh em tiếp nè. Con này mới cứng nữa luôn, hai con. Con này lát roller một cặp nha. Anh em nào mà có size vừa chốt nguyên cặp này luôn. Nhốt luôn giùm em. Khỏi cho ai chốt. Vai 52, dài 75, cực mới, nó mới mà chất vải chống cháy. Con này là chưa có sử dụng luôn á. 300.000 mã 20. Rồi tiếp một con áo của Đức. Áo của Đức. Con này là giống cái con cà chua nhưng mà con này là bi màu này ha em. Vai 51, dòng sơ mi kaki dày. Dày nhưng mà không có nóng đâu. Dài 77. Dài 77 à. Ai sưu tầm đồ Đức này. Nút xài nút bấm. Đức hay là Pháp ta? Rồi. Tem này anh em. Mấy cái dòng này Đức Pháp gì nó hơi giống. Chữ này giống chữ của Pháp à. Chữ của Pháp. Anh em đọc phải không anh em? Chữ Đức nó đâu có phải chữ này đâu. Cái cờ này. Cờ này là cờ nước nào anh em? Rồi ai chốt con này thì chốt giùm em này. Con này có tem vai ha. Có tem vai này. Vai số to, con này to ha. Ai chốt con này thì chốt giùm em. 300.000 mã 19. 300.000 mã 19. Tiếp một con này. Hàng chống khủng bố. Con này là hàng nó có một cái tem bên này thôi anh em này. Con này không phải của Mỹ đâu ha. Con này không phải của Mỹ nha anh em. Con này là của nước Anh. Con này nước Anh, không phải của Mỹ. Cái vai này vai độ khó đo lắm ạ. Vai số 4. Vai của nó vai độ như thế này này, đo rất là khó. Số 4 hơi bự cho bá nha. Chất vải mềm và nhẹ. Dài 79. Mềm và nhẹ nha em. Cái dòng này là dòng của đặc nhiệm á. Hàng bánh tỉa. Có cái túi này,
có cái bả gối này. Nói chung là cái dòng này là dòng của bánh tỉa nha em. Em nhìn thấy cái bọc bọc gối của nó đây không? Của anh. Rồi. Con này thì anh em chào bá 8-90kg mới vừa. Chốt cho em 400.000 mã 18. 400.000 mã 18. Tiếp một con này màu xanh. Chất vải này mát nha. Vải này không biết của ai nhưng mà con này mát nha. Con này của Revive. Của hãng Revive này anh em này. Levi's Revive là anh em nhìn thấy. Nhìn cái thương hiệu này là anh em biết đẳng cấp của nó ha. Chuyên chuyên quần bò của hãng Revive. Levi's là nổi tiếng. Vai của nó là 61. Dài áo 85. 61 85 màu xanh xanh rêu, không phải là màu olive. Ở dưới này còn Revive nữa này. Con này đều màu nha bà con. 95-95%. Anh em nào to con chốt con này. Chất liệu của nó thì nói về thương hiệu thì khỏi cần phải lăn tăn. Con này to bự ạ. Anh em nào 90kg trở lên ha. 80 cũng được, bẩn cho nó rủ rủ xuống. Rồi tà bầu nha anh em. Tà bầu. Ai chốt con này chốt giùm em. Đâu rồi? Đâu rồi? 300.000 mã 17. 300.000 mã 17. Cái này tà bầu về anh em thích cắt tà ngang ha. Tiếp một con này màu xanh đen này. Anh Thành chốt con này anh Thành ơi. Anh Nguyễn Quang Thành. Vai của này. Cái này bây giờ chốt là mấy con này rồi. Giá 74. Con này chất vải caro đẹp nhá. Bao đẹp luôn. Con này đẹp lắm, ở trong này nó dính một chút dơ, về giặt giùm em là bao ra. Này. Con này hàng chuẩn Mỹ nha, size medium. Đó. Bao chuẩn Mỹ cho anh em ha. À. Bên này có dơ một chút siêu về giặt. Đó, nó dơ hai chấm này. Dơ này gọi là dơ đất. Em đo. Lo nói mà không biết đo. Cái này là ông vừa, con này vai có 42 à. Vai 42 dài 73. Con này nhỏ mất rồi anh ơi. Con này em bẩn rồi còn cứt nữa. Con này 60kg trở lại thôi. Rồi 96-97% nha anh em. Chốt cho em con này 300.000 mã 16. Chất vải caro đẹp nha. Chỉ chấp nhận cái dơ đó thôi. Tiếp một con này vải kaki. Hàng chuẩn Mỹ anh em ạ. Vai 51. Dài 76. Cái tem size nó hơi bị ngoạc ngoạc nhưng mà áo thì còn đẹp nha. Áo thì đẹp nha anh em. Đẹp đều màu, có một cái tem rin này. Tem lụa US Army. Con này nhìn vải ngoài rất là đẹp luôn. Con này màu nâu nhiều. Nhưng mà nhìn cái tem của nó lại bị xước xước rồi. Rồi. Con này em cũng cho 96% thôi. Rất là đều và đẹp. 300.000 mã 15. Nếu mà con này mà em không nhìn tem thì con này này em cho là 97% rồi đó. Tiếp một con này là vải kaki sa mạc 3 màu. Sa mạc 3 màu nha anh em. Chất vải kaki. Rồi con này là vai 49. Dài áo 82. Chất vải kaki size medium regular. Đẹp. Bao đẹp luôn. Con này rất là mới. Con này rất là mới nha anh em. Rất là mới. Nhưng mà lại bị lủng một phát. À. Rất là mới mà bị lủng một phát bên túi. Ở bên tay. Tay gì đây không biết. Tay phải. Mới. Mới tuyệt vời luôn. Rồi. Ok anh em. Đẹp không? Rồi. Ai chốt con này thì chốt giùm em 300.000 mã 74. À mã 14. 14. Mã 14. Mã 14. Tiếp một con sa mạc vải caro nữa nha anh em. Một con sa mạc vải caro nữa. Vai của nó 46 năm. Dài áo của nó 79. Anh em nào mà khách mới mà chưa biết đo số đo cho mình ấy, thì
chưa biết chỗ đo để chốt đồ á, thì alo em chỉ cho nha, small roller. Nếu anh em mà chưa biết thì lấy một con áo nào vừa nhất cầm dùm em từ cầu vai này. Nhìn dùm em nhá, đây là cái nách tay và đây là cầu vai trên cùng. Cầm dùm em tới đây, cầm từ đây và qua bên này. Đó, chứ không có cầm ở dưới này nhá, trật hết. Đây, trên cùng và ngay cái cầu này. Đo từ bên này qua đây, đo thước thử may, chứ không phải đo thước thử xây. Rồi, khổ thật, chờ em chốt đây. Con này đẹp nha em, con này là tầm 97% đồ mới, đẹp, không tì vết. Chốt cho em là 400.000 mã 13, không tì vết nha em. Vải caro, tiếp một con này vải caro. Em bắt anh này phát cái đã. Alo em nghe anh. Khổ quá. Tiếp một con này vải caro nha em. Con này màu bạc. Anh em nào đi săn màu bạc này. Alo em nghe anh ơi. Em xin lỗi anh không có bắt máy được. Dạ dạ. Cái áo đi lốt size S mà 63, mã 63 con. Cái đó hồi chốt lúc 10 giờ rồi anh ạ. Bây giờ anh mới xem. Ok em, thank you. Dạ, rồi, bye ok, bye, yeah. Bye anh ạ. Rồi, con này là vai của nó là 49 nha anh em. Vai 49. Dài áo 80. Vai 49, dài 80, chất vải caro màu bạc nha anh em. Lưu ý giùm em, con này màu bạc. Không phải là bạc màu mà màu bạc. Con này đều và đẹp, vết gỡ tem thôi ạ. Cái chào mẹ. Rồi mẹ chào con. Đi học về hả? Rồi tránh ra cho mẹ like. Ở đằng sau nó bị dính dơ anh em này. Anh em dòm đằng sau dùm em nhá. Đó, có mấy cái vết dơ đầy sau lưng này. Không biết cái vết này là vết gì giặt ra hay không, em cũng không biết đâu ạ. Đó. Ông tay đều và đẹp nha anh em. Áo đều đẹp, chỉ có bị dơ đây, không biết giặt có ra không. Con này cũng đẹp. Nói chung là con này là màu đẹp và áo đẹp, nhưng mà thành ra là không đẹp. Rồi, anh em dòm này, nhìn cái màu dơ này không ai nhìn thấy được đâu. Em thiền cần, chỉ cần có mấy phân thôi mới nhìn thấy, còn nhìn tầm này nửa mét không nhìn thấy được. Rồi, ai ưng con này thì chốt giùm em là 300.000 mã 12. Có một con sa mạc đá này, hôm qua ai chốt trượt con sa mạc đá, bữa nay chốt giùm em nhá. Lanh tay lẻ tay nha anh em. Có người ta chốt mất này, đừng có nhắn tin nhá. Nếu anh em muốn chốt được thì đừng có nhắn tin, sẽ trượt. Con này là vai 48. Dài 78, chất vải cơ kia. Con này thì cái mã trong của nó là bị rách, nhưng mà cái này không có thẩm mỹ gì với con áo này hết. Nó là một cái lớp lót ở trong, anh em không thích cắt bỏ luôn cả miếng này luôn. Ngoài thì bạc màu. Con áo này chỉ được 92% nữa thôi. Nhưng mà vải áo còn dày. Bạc màu nhưng mà vải vẫn còn dày nha em. Sa mạc 7 màu. Sa mạc đá. Đây. Răng còn đẹp nhá, đang còn tha hồ anh em đi uống cà phê. 250 mã 11 ạ. 250 mã 11, đây con multicam chống cháy này, mới. Multicam chống cháy, mới, nhìn mới là khoái à. Mới là thích thôi. Con này vai 47 ạ. Dài áo 78 nha anh em. Mới kẹn kèn kèn. Mới kẹn kèn kèn. 400.000 mã số 10, em bận vào cho anh em dòm nhá. 400.000 mã số 10, hàng chuẩn của Mỹ hết nha anh em. Hàng quân đội á. Con nào mà không phải của Mỹ là em im lặng, em chỉ nói là nước nào hay nước khác thôi. Còn của Mỹ là em vẫn cứ im lặng, ít khi em đọc lắm. 400.000 mã số 10. Tiếp một con rần ri vải cơ kỳ màu xanh nhiều. Xanh nhiều nha anh em. Em thấy con này xanh lè, rất là nhiều màu xanh. Cho nên gọi là xanh nhiều. Con này là vai 49. Dài áo của nó là 79 anh em. Con này cái áo thì xanh nhiều đẹp mà cái tem nó hơi xấu.
áo ở ngoài con này mềm mại lắm anh em ạ. Con này bên ngoài mà không nhìn tem là em nói con này 98 đấy. Nhưng mà nó do cái tem nữa thì ta cứ cho là 96 cho nó lẻ nha anh em. Anh em nhìn xanh nhiều này. Rồi ai chốt con này chốt giùm em 300.000 mã số 9. Em có một con áo này của Pháp này. Áo này của Pháp nha bà con. Chất vải kaki dày. Vai của nó 47x48. Dài áo 82 anh em, tầm cái cổ nó hơi dơ một chút này. Cổ hơi dơ một chút nha anh em. Về giặt giùm em cái, dơ là dơ đất rồi. Áo Pháp nha. Áo Pháp nha bà con. Để em coi đời điếc của nó mà con này nó hơi dơ một chút. Hơi dơ một chút, về anh em giặt giùm em cái nha. Gọi là dơ đất chứ không phải là dơ gì đâu. Ở đây có một cái vết dơ khác, màu là màu trắng. Rồi hết. Tem của nó, ôi vậy là cái con hồi nãy là con của Pháp rồi. Con hồi nãy là con của Pháp rồi. Này em kêu là con áo kia giống áo Anh á. Con này nãy em kêu của Hà Lan ấy. Con này là của Pháp luôn này. Con này của Pháp nhé. KL. Mà cúc thì cúc Pháp. Cúc này là cúc của Pháp này. Rồi. Chất vải cực kỳ dày nha anh em. Nó không có giống như mấy cái. Nó dày như kiểu áo áo 10-65 ấy. Nhưng mà nó chỉ có một lớp thôi. Anh em dòm giùm em này, ở đây có một cái túi dây kéo nha. Có một cái túi, hai túi này. Hai túi này, có hai túi chứ mấy. Rồi, đây là hai cái miếng dán để dán tên, dán tuổi, dán bằng. Con này 300.000 mã số 8. Bán bằng ngô, bằng khoai luôn nha, không phân biệt. Rồi, con này là gì đây? Bọc luôn. Mắc in Việt Nam, chú cha là mẹ ơi, con này mắc in Việt Nam. Chất vải nó rất là mềm mại này. Beo Việt Nam. Beo Việt Nam. Đây là xuất xứ của Việt Nam mình đây anh em ơi. Chất liệu rất là thích. Mềm mại lắm. Đừng coi thường nhá. Con này là đỉnh này. Hàng xuất khẩu ấy, qua nước ngoài giờ về lại Việt Nam ấy. Vai của nó 54. Dài 80, em không biết chất lượng nó như thế nào nhưng mà em cầm trên tay là em biết cái chất lượng của nó rất là đỉnh. Rất là đỉnh. So với những gì mình biết, rất là đỉnh. Nhưng nó là beo, một con beo sumi nha anh em. Beo sumi, những cái hàng mà đi qua nước ngoài là chỉ có sản xuất, gọi là xuất khẩu. Mới được qua nước ngoài rồi mới nó mới xài, nó thải ra, nó cho từ thiện mới được về lại Việt Nam ấy. Con này to. Anh em mà không thích về cắt tà ngang này. Đó. Đó, chơi một con tà ngang như vậy cho em là đẹp, làm áo khoác mỏng chạy đường. Rồi chốt cho em 300.000 mã số 7. Con nó đẹp quá. Tiếp một con này là của Thái Lan. Cái quần nó bay, còn cái áo em, còn cái áo em bán lẻ luôn. Áo này là một bữa có nguyên bộ nhưng mà họ chốt hết rồi. Cái này là bữa hôm vì nhu cầu khách yêu cầu đồ Mỹ không có cung cấp cho nên là nhờ khách nhờ đặt dùng thì em lấy về dùng, nhưng em lấy kèm. Giờ bán hết còn có một cái. Vai 52. Dài 77. Vai 52 dài 77. Cái này là Thái. Chất vải của Thái, tất cả là của Thái. Nhưng mà may photocopy cái mẫu mã và tất cả phong cách của Mỹ. Có nghĩa là hàng nhái, hàng Thái, chuẩn Thái nha. Chất vải của nó rất là cứng. Cứng, chất ni lông nhiều. Dày. Chất cứng nha anh em.
Anh em nghe soạt soạt không? Nghe soạt soạt giống ni lông à. Đó, mới chưa sử dụng nha anh em. Ai chấp nhận chốt 300.000 mã số 6 bán luôn. 300.000 mã số 6. Tiếp một con beo Úc anh em này. Một con beo Úc, sơ mi beo Úc. Beo mỏng và mát nha anh em. Vai của nó là 51, em nói nhỏ xong hồi em lại đọc to. Dài 70, nói hồi là bắt đầu tăng volume lên. Con này beo Úc đẹp nha, chất vải này là phải là 100 cô tông đấy. Đẹp, con này là tầm 95-96%. Con này đẹp đúng không? Của Úc ạ. Đó, đẹp không? Quá đỉnh luôn. Size đẹp, áo đẹp. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em 300.000 mã số 5. Đẹp lắm anh em ơi, bận một con này làm ốc khoác mỏng chạy đường thì mát lắm. Nó mềm mại. Rồi, tiếp một con này vải caro này. Kêu tìm cho anh kia cái áo rồi là chưa tìm rồi, vai 48. Anh kia kêu vai bao nhiêu ta? Dài 70 nha anh em. Con này 100 cô tông, cực mới nhưng mà cũng bị lúng. 100 cô tông á. Đây, anh em dòm giùm em này, tem còn mới cứng. Chỗ 100 cô tông thì ống chừa ra, còn cái chỗ này là bị gạch, không hiểu sao. Cực mát, cực mới nhưng mà bị lúng. Đây, nó lúng một phát ở trên cầu vai này. Em dán để báo lỗi nha. Đấy, áo thì cực đẹp nhưng mà bị lúng. Không có gì để báo hết, chỉ có bị một lỗi như vậy thôi. 100 cô tông này thông thường anh em mà mua thì chắc chắn là con này em bán không. Không bị lúng, size đẹp này. 100 cô tông thì anh em biết con này là 7-800. Đẹp không? Mới cứng luôn. Nhưng mà bị lúng. 300.000 mã số 4. Tiếp một con này rần ri. Cũng 100 cô tông. Nhưng mà 93-94%. Vai của nó là 51. Vai 51, dài 75. Con này ông anh này chắc lượm được này. Con này đều màu xuống, đều màu, chỉ có vết gỡ tem thôi nha em. Ở đây nó bị dơ một chút. Con này anh này chắc vừa này. Không biết anh này size bao nhiêu, bà coi dùm cái Zalo với. Ui, bị te tua ống tay này. Ông tay bị te cái đầu rồi nha anh em. Anh em nhìn cái đầu tua tua này. Rồi, đằng sau đều đẹp. Alo em ơi. Chị ơi. Dạ. Em một mình em thôi, chứ chưa trình còn kia. Em nghĩ một xíu được không chị? Chị dạ. Em hỏi chị một tí là được nhá. Dạ. Giờ này đang online đây. Chị đang live à? Ừ. Ta đến mấy giờ chị? Lá giờ phải tới tối rồi là bật video lên là sáng rồi tới sáng mai. Mai đi được không? Sáng mai. Dạ được. Mai chưa mai... được thì nhỉ? Mai. Tám rưỡi nhá, em vô nhá. Ừ. Thật sự là thu dạ, xếp chứ không có thời em gian. Thì là em không có rồi rồi. Ừ. Ok, dạ, dạ, bưu điện. Rồi, bye nhé. Dạ, dạ. Rồi cái này sorry anh em nha, cái cổ nó hơi trắng trắng một chút này. Thì con này là 100 cô tông, nó tưa tưa. Nó tưa cổ tay nha anh em. Nhưng mà nó là 100 cô tông. Cổ mới thì không có cao lắm nữa, em tính để cho ông anh chốt cái quần ghép lại. Nhưng mà nó bị tưa cổ tay như thế này á. Thì con này em bán 250 mã số 3. 250 mã số 3 nha em. Rồi hai con nữa là hết này. Hai con ghi lê, báo cáo anh em ghi lê này lá cây rừng. Không biết nước nào hết nha. Nó chỉ có, nó cũng hai lớp. Nó cũng hai lớp mỏng nha bà con. Hai lớp mỏng nha. Cái này gọi là ký giả. Em đo chiều dài nha. Dài áo của nó là 60. 60. Áo này áo nhà báo hay là áo ký giả?
60 thì cái này nhỏ con à. Cái này là 60kg là căng đét. Anh em mà 55kg thì đẹp. Đó, hai cái túi dưới này. Dây kéo nha. Dây kéo à anh em. Không phải của Mỹ nha bà con. Hai túi trên này. Tha hồ anh em đừng thuốc lào, đừng điện thoại, đừng tùm lum tơ lưa tết lướt. Đằng sau đây là cái đai đôn, anh em bẩn vào và không thích thì rút lại cho nó eo ha. Rồi, ai chốt con này thì chốt giùm em. 300.000 mã số 2. 300.000 mã số 2. Em có hai con duy nhất. Hai con hai màu khác nhau nha, được có hai con này thôi. Con này thì 300.000 mã số 1. Ai chốt con nào thì chốt giùm em nhé. 300.000 mã số 2 và 300.000 mã số 1. Rồi em xin cảm ơn. Con này mình bẩn cũng hay chứ. Yeah, uống cà phê thôi. Có ai gọi đi uống cà phê thôi. Em cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em. Nếu ưng cái nào gọi liền nha anh em. Đừng có chờ hết video nha. Nhất là anh em khách mới chưa quen thì cứ chờ hết video mới dám gọi vì sợ em like. Nhưng mà không sao, cứ gọi có người bắt máy. Gọi ngay và liền lập tức nha anh em. Rồi em xin cảm ơn ạ. Em chào.